thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của vùng áp thấp nóng ở phía Tây, thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ vẫn là nắng nhiều. Ngoài trừ khu vực Tây Bắc không có nắng nóng, còn lại các khu vực khác có nắng nóng. Dự báo tình trạng nắng nóng sẽ còn tiếp tục duy trì trong ngày mai với mức nhiệt từ 35 đến 38 độ ở phía Đông và từ 34 cho đến 37 độ ở phía Tây. Riêng khu vực Hòa Bình, Hà Nội, Ninh Bình và Hà Nam thì nhiệt độ cao hơn, có thể lên tới 39, thậm chí là 40 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối mai sang đến ngày 10 tháng 6 thì mưa dông có xu hướng gia tăng trở lại, tập trung chủ yếu ở tại khu vực vùng núi và Trung Du. Đáng lưu ý là mưa dông trên nền nhiệt cao nên nguy cơ cao sẽ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Người dân cần lưu ý. Sang đến ngày 11 tháng 6 thì mưa giảm dần, chủ yếu tập trung về đêm và sáng, còn ban ngày thì nắng xuất hiện từ sớm và kéo dài đến chiều muộn, với mức nhiệt cao nhất từ 33 đến 36 độ tại phía Đông và từ 34 cho đến 37 độ ở phía Tây Bắc Bộ. Theo dự báo xa hơn thì đợt nắng nóng này còn kéo dài trong nhiều ngày tới và có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 13 tháng 6. Với diễn biến thời tiết như vậy thì quý vị chú ý là uống đủ nước, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Với các tỉnh thành ở miền Trung, trong cả 3 ngày tới tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng ở phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên thời tiết ở toàn vùng vẫn là nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong đó thì tâm nắng tập trung chủ yếu ở khu vực từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên với mức nhiệt từ 36 đến 39 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Tây như là Tĩnh Gia, Như Xuân, Thanh Hóa, Tương Dương, Nghệ An, Hương Sơn, Hà Tĩnh hay là Ba Tơ, Quảng Ngãi, nhiệt độ có thể đạt ngưỡng nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt là từ 39 cho đến 40 độ. Còn ở các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận do nằm xa vùng áp thấp nóng nên nắng có phần bớt gay gắt hơn, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngưỡng từ 34 cho đến 35 độ. Ở phía Nam, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, vì thế mà mưa dông tiếp tục lặp lại trong thời điểm chiều tối và đêm. Mưa sẽ xuất hiện trước tiên ở các tỉnh miền Tây của Nam Bộ, ngay từ đầu giờ chiều và sau đó thì sẽ lan đến các tỉnh miền Đông và ở Tây Nguyên. Trong đó thì khu vực phía Nam của Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ là vùng có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Sau mưa sớm nên nhiệt cao nhất ban ngày trong thời đoạn 3 ngày tới được dự báo không quá cao, chủ yếu ở ngưỡng từ 31 đến 34 độ ở tại Tây Nguyên. Trong khi đó thì ở tại Nam Bộ nhiệt độ sẽ là từ 31 cho đến 35 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Phía Tây Bắc Bộ, ngày mùng 9 và ngày mùng 10, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ trong 2 ngày này là từ 34 đến 37 độ và từ 33 đến 36 độ. Sang đến ngày 11 có mưa ở vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 33 cho đến 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ, từ chiều tối ngày mùng 9 sang đến ngày mùng 10, chiều tối và đêm vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Ngày 11 có mưa ở vài nơi về chiều tối và đêm, ngày nắng có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ trong 3 ngày tới lần lượt là từ 35 đến 38 độ, 33 đến 36 độ và từ 34 đến 37 độ. Đối với các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong 3 ngày tới, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, nền nhiệt trưa chiều ở ngưỡng cao phổ biến trong khoảng từ 36 đến 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, từ ngày 9 đến ngày 11, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ban trưa từ 34 cho đến 37 độ. Ở Tây Nguyên, trong 3 ngày tới, đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, mức nhiệt cao nhất không vượt quá ngưỡng 34 độ. Ở tại khu vực Nam Bộ, trong 3 ngày tới, chiều tối và tối có mưa rào và dông từ diện rải rác đến nhiều nơi, ngày nắng. Nhiệt độ ngày mai là từ 32 cho đến 35 độ, đến ngày mùng 10 và 11 nhiệt giảm nhẹ khoảng từ 1 cho đến 2 độ, từ 31 cho đến 34 độ. Quay trở ra với thủ đô Hà Nội, trong 3 ngày tới có mưa ở vài nơi về chiều tối và đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ có nhiều biến đổi, dao động trong ngưỡng từ 35 đến 38 độ, 33 đến 36 độ và từ 34 cho đến 37 độ. Chuyển sang thời tiết ở trên biển, trong 3 ngày tới trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng và gió cấp 4 đến cấp 5, thuận lợi cho ngư dân vươn khơi bám biển. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, có mưa rào và dông về chiều tối. Trong cơn dông có khả năng kèm theo tố lốc và gió giật mạnh, tàu thuyền cần lưu ý. Thưa quý vị, dự báo sang đến ngày hôm nay, tại các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ có xu hướng tăng nhanh hơn, cao nhất ngày đạt mức từ 36 đến 38 độ. Nắng nóng nhanh chóng quay trở lại khu vực, trời ít mưa.
Còn ở vùng núi phía Bắc của Tây Bắc và Việt Bắc, trời nhiều mây hơn, mưa rào tập trung vào thời điểm đêm và sáng sớm. Diện mưa từ nhiều nơi, thu về diện rải rác khoảng tầm 2/3 số trạm quan trắc mưa. Do mưa xảy ra trong nhiều ngày, cho nên bà con vùng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Hà Giang nên cảnh giác với nguy cơ sạt lở đất cục bộ có thể xảy ra. Ban ngày trời vẫn có nắng và nhiệt độ ngày hôm nay cũng nhích nhẹ so với những ngày trước, từ 1 cho đến 2 độ. Rất nhiều ngày vừa qua ở miền Trung vẫn chưa có được đợt mưa rào và dông diện rộng nào. Do đó khu vực nhìn chung vẫn ở trong tình trạng khô nóng, đặc biệt là khu vực Bắc Trung Bộ. Trong ngày hôm nay, dự báo có nhiệt độ phổ biến từ 37 cho đến 40 độ. Vùng núi phía Tây do ảnh hưởng kết hợp với hiệu ứng gió phơn đạt nhiệt độ trên 41 độ. Đối với khu vực Trung Trung Bộ từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, mức độ nóng cũng gay gắt, nhiệt độ phổ biến từ 37 cho đến 39 độ. Riêng khu vực từ Đà Nẵng trở vào thì nền nhiệt độ giảm hơn đôi chút. Còn tại khu vực từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ ổn định trong ngưỡng từ 33 đến 36 độ. Riêng phần Ninh Thuận và Bình Thuận, chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác do gió Tây Nam đang hoạt động mạnh. Như vậy là ở miền Trung, thời tiết khá ít mưa, nắng nóng gay gắt cho nên tiết trời oi bức và khó chịu. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong khoảng thời gian từ sáng cho đến 15 giờ chiều, trời ít mưa. Sau đó từ 15 giờ trở đi thì mây dông có xu hướng hình thành và gây ra mưa rào và dông rải rác trên khu vực Nam Bộ và khu vực Lâm Đồng. Còn tại phía Bắc Tây Nguyên, chủ yếu chỉ có mưa ở một vài nơi. Theo nhận định, mưa rào và dông chiều nay có xu hướng giảm hơn về cường độ và diện mưa so với những ngày trước. Tuy nhiên quý vị vẫn cần cảnh giác lốc xoáy trong cơn dông. Và ban ngày trời vẫn có nắng và nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay trên cả hai khu vực đạt khoảng 33 đến 35 độ, một số nơi trên 35 độ và nắng nóng xuất hiện. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay khả năng mưa ở thủ đô Hà Nội khá là thấp, chủ yếu thời tiết nắng nhiều trong ngày, nhiệt độ cao nhất duy trì ở ngưỡng từ 36 cho đến 38 độ. Theo đó, vùng nội thành do ảnh hưởng của nhiều nhà cao tầng, ít cây xanh, mặt đường rải nhựa nóng nhiều cho nên nhiệt độ có xu hướng cao hơn vùng ngoại thành một chút. Vì thế quý vị lưu ý để sắp xếp các kế hoạch lao động phù hợp với điều kiện thời tiết ngoài trời. Còn tại Hải Phòng ngày hôm nay cũng có nắng nhiều và tiết trời khá nóng, nhiệt độ cao nhất dao động xung quanh mức 37 độ. Các hoạt động bốc rỡ hàng hóa ở các bến cảng khá thuận lợi vì trời không mưa, nhưng dưới cái nắng nóng gay gắt thì bà con cũng cần thường xuyên nghỉ ngơi ở bóng râm, tránh nắng trực tiếp chiếu vào người lâu, cần bổ sung nước mát thường xuyên để hạ nhiệt cho cơ thể. Nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, sang ngày hôm nay thì nền nhiệt độ ở thành phố Vinh vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao. Vào trưa chiều dao động trong khoảng từ 37 đến 38 độ. Với kiểu thời tiết như vậy sẽ rất thuận lợi cho bà con ngư dân hong phơi hải sản, phục vụ du khách khi đến với nơi đây. Ngoài ra, do thành phố Vinh nằm bên sườn giáp biển cho nên vào buổi chiều, khi có gió mát từ biển đưa vào thì mức độ giảm nhiệt sẽ nhanh hơn so với khu vực ở phía Tây Nghệ An. Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay và sáng mai ở thành phố Vinh phổ biến trong khoảng từ 29 cho đến 30 độ. Còn ở thành phố Đà Nẵng, sang đến ngày hôm nay, cùng với ảnh hưởng ít nhiều của hiệu ứng gió Tây khô nóng, thì khả năng nhiệt độ sẽ tăng lên mức 36 đến 37 độ, trời nóng hơn so với những ngày vừa qua. Nắng nóng và khô hạn dự báo sẽ còn kéo dài nhiều ngày, cho nên người dân lưu ý chủ động các biện pháp tiết kiệm và tích trữ nước ngọt để đảm bảo đủ dùng trong sinh hoạt và sản xuất. Đến thăm thành phố Đà Lạt, ngày hôm nay nhiệt độ vẫn giữ ở mức mát mẻ và se lạnh vào sáng sớm. Vào trưa chiều nhiệt độ tăng lên mức từ 27 cho đến 28 độ. Chiều tối và đêm nay khả năng thành phố vẫn có mưa rào, nhưng lượng mưa ít và thời gian mưa nhanh và vùng mưa không xảy ra ở trên diện rộng. Do đó nhìn chung vẫn tạo điều kiện cho các hoạt động du lịch, tản bộ vào buổi tối của du khách. Trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết trong ngày hôm nay có nắng trở lại, nhiệt độ tăng lên ngưỡng từ 34 cho đến 35 độ. Khoảng sau 15 giờ chiều, mây rông dần hình thành và cho mưa rào và dông rải rác. Dự báo mưa sẽ kết thúc trước 20 giờ, cho nên các hoạt động vào buổi tối của người dân vẫn khá thuận lợi. Dự báo nhiệt độ thấp nhất về đêm ở thành phố giảm còn khoảng từ 26 cho đến 27 độ, tiết trời dễ chịu.